Sau việc đồng loạt kêu chung tay giúp đỡ bà con bão lũ miền Trung, hàng loạt sau việc đã bày tỏ sự đồng cảm và kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ bà con miền Trung đang phải gánh chịu hậu quả của thiên tai. Những ngày gần đây, người dân cả nước đang một lòng hướng về đồng bào miền Trung đang phải hứng chịu những hậu quả do thiên tai để lại. Bão lũ đã khiến cho tàu thuyền bị lật úp cuốn ra biển, nhiều người chết và mất tích. Một số nghệ sĩ Việt cũng không khỏi xót xa khi nhìn thấy những hình ảnh đau lòng được đăng tải liên tục trên các phương tiện truyền thông. Nhiều nghệ sĩ còn kêu gọi khán giả, người hâm mộ hãy cùng chung tay để giúp đỡ người dân miền Trung vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nữ ca sĩ Phương Vi xót xa chia sẻ hình ảnh ngập lụt ở miền Trung. Lê Thúy cũng không cầm được lòng khi nhìn thấy những hình ảnh như thế này tại quê nhà Quảng Bình của cô. Hoa hậu Phạm Hương cũng bày tỏ niềm thương tiếc với những mất mát mà người dân miền Trung đang phải gánh chịu. Tuy đang tham dự Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2016 tại Mỹ, nhưng Nguyễn Thị Loan vẫn luôn quan tâm đến tình hình ở quê nhà. Tuấn Hưng nhanh chóng kêu gọi mọi người cùng chung tay quyên góp. Nữ ca sĩ Phương Thanh cũng chia sẻ thông tin quyên góp để mọi người có thể giúp đỡ bà con miền Trung. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!